Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Thì chiều nay mấy anh em ở nhà bữa nay làm món nha các bạn. Tối hôm qua mấy anh em có đi săn đêm được mớ rắn các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em sẽ hầm sả với củ cải. Hôm nay làm cái lẩu rắn nè cho nó phê phê rồi. Sẵn trời mưa rồi. Mình sẽ thả mấy con nhỏ nha các bạn. Trong này có hai con nhỏ các bạn ơi. Cái căn nhỏ mình có trên nhà anh ta. Nhưng không. Ở trên đây cân thử cái này cỡ 2 kg. Cỡ đó 2 kg. Mười mấy con phải không? 10 con hả? Không nhớ nè. 8 ngàn rưỡi. Tính bổ đồng con 200 g đi. 8 con. Ủa con 150 g đi. Chục con 8 con rồi. 150 hả? Rồi. Rồi giờ mình thả hai con nhỏ đi sao bác. Giờ được. Bắt mấy con bự ra. Mình bắt mấy con bự trước đi rồi còn mấy nhỏ mình thả. Đưa cho Tư rồi bắt mấy con bự đi. À, mới nói bắt cái đi đâu vậy đây? Mới nói bắt đi liền. Nè Đức ơi. Bắt nước cái gì mà bắt nước miếng nước. Ông nghĩ nhõm nha. Vẫn chơi rồi. Thôi. Con này nhỏ hơn ra. Rồi con nó bự đó. Nhỏ xíu à. Nó bình thường cầm nhẹ nhàng nó đâu có gì đâu. Mình làm đau nó thì nó mới cắn thôi. À còn nó nhỏ đó. Đem ra ngoài thả đi. Còn nữa. Ờ con đó nữa đó. Hai con. Này, tay đen lại cái cây nó quắn vô luôn rồi. Không chịu đi nữa kìa. Rồi. Giọt. Trời ơi, nó chạy kìa. Tốc độ luôn. Thả hai con nhỏ nha các bạn. Mấy con bự nè. Mà cái này rất nhiều quá mình ăn không hết đâu. Ăn nữa thôi. 4 này chờ 4 con thôi. 4 con được rồi. Giờ lại 4 con đi, chứ ăn không hết đâu. Nhiều quá ăn không hết bộ. Để chưa lấy nào thèm lượm tiếp. Đây mấy con này cây kẹp của mình chế cái miếng mút ở trên đầu các bạn. Cho nên là kẹp nó không có bị hư cái da, bị đau cái lưng đó nha các bạn. Có cái mình kẹp mạnh là nếu mà không có xài miếng đó mình kẹp mạnh là nó gãy sống luôn á. Làm như sao? Đó. Tự nhiên cái gì nhào không á. Là cái mình nó đâu có gì đâu. À. Kẹp bự không các bạn. Dài kêu gắn lãi con nào con nấy nó dài sọc vậy. Rồi xử nó làm cái lẩu thôi. Rồi xong nha các bạn. 4 em. Rồi một lỗ chà bá luôn, ăn gì hết trời. Quá trời luôn rồi. Đóng luôn. 4 con này hơn kg nữa. Ừ. 4 con này là hơn kg rồi bạn ơi. Bự luôn rồi. Đó là một lỗ chà bá luôn. Chiều bên này anh em hầm măng nha các bạn. Đây, nó chơi được củ măng tông. Măng 2 lít nhưng mà rắn nhiều. Có bên này con củ măng nhỏ nha các bạn. Măng nhỏ à. Ít măng nhưng mà nhờ được rắn nhiều là ok rồi. Mỗi ít thôi, thịt nhiều. Này ăn rắn bữa nay tới bến luôn. Này ăn rắn cho ngán luôn thiệt. Lâu lâu chơi bạn cho đã mà. Quá phê. Như này là vô là tước như tước mía như này. Khúc ra. Các khúc tước mía mà. Hỏi chú Tư tước mà hỏi thôi kìa. Cái này mềm xẹo quá. Làm mềm cái mình phải như rắn hổ ngựa đâu sợ. Rồi, bột măng được có nhiêu đây các bạn ơi. Măng nhỏ xíu à. Chủ yếu là rắn thôi. Anh em bỏ khi mở tỏi cái mình xào rắn cho nó săn lên nha các bạn. Săn lên rồi đổ nước vô. Đây rắn lại hầm măng. Quá trời. Ăn nhã nào luôn. Này cho ăn tới rắn, mai mốt gặp rắn sợ luôn. 4 con để tiếp. Chuẩn bị đổ măng vô nha các bạn. Đây này măng trụng không? Không, không trụng ha. Ừ. Măng này thấy vậy chứ mưa xuống ăn không ngon. Không ngon bằng cái măng mùa khô. Ừ, nắng mà ăn đúng không? Chút nữa là bắt đầu là bao mềm lắm bạn ơi. Có mồi. Rắn này mau mềm lắm. Vô xong. Mau mềm ha. Mau mềm. À, vậy là xong. Có món rắn hầm ăn nha các bạn. Buổi tối mấy anh em làm xiên xương cái món rắn này. Bữa nay ăn tới rắn luôn, ăn tháng sau còn sợ rắn. Quá gắn. Không có nhiều măng ở rừng gắn nhiều. Múc hết cho được một cái đi. Múc hết luôn. Có nhiều chơi nhiều. Này khỏi ăn cơm luôn. Ăn rắn no luôn. Này hết ăn cơm rồi. Này cái món khoái khẩu của anh Tư à. Ăn xong nhớ làm 6 câu nha anh Tư. Trời nghe nhẹ quá chứ Tư. Rồi chuẩn bị buổi tối mấy anh em làm xương món rắn hầm măng. Thành quả hồi tối hôm qua mấy anh em đi săn đêm nha các bạn, gần 2 kg rắn, 8 con, 6 con bự, 2 con nhỏ, thả 2 con nhỏ rồi, còn 6 con bự. Cái này mình làm có 4 con à, 4 con mình thả 2 con rồi, mình rộng lại 2 con, 4 con hơn kilo, rộng 2 con thả 2 con. Rắn hầm măng á, không đấu ăn hàng dữ đi. Cái tội là tôi lấy xong đó. Nói chuyện nhớ măng dữ đi. Nhớ măng dữ. Bữa nay là anh Tư đúng cái món của anh Tư rồi đó nha. Món rồi đó. Rắn thì sợ mà là còn một thịt rắn là món khoái khẩu hả? Khoái khẩu. Vậy là phải bữa nay làm 2 câu nha anh Tư. Nhẹ nhẹ cũng 2 câu chứ. Nhẹ 2 câu. Nhẹ cũng vài câu thôi. Rồi bán rồi chú Tư phải 4 câu sao chứ 2 câu. Mình chú Tư ơi. Vô sát cho anh Tư. À, món khoái khẩu ngồi xa quá sao rất nổi. Xin mời các bạn luôn nha. Xin mời các bạn luôn nha. Mời các bạn luôn nha. Buổi tối mấy anh em làm xương nha các bạn. Sôi gục rồi đó, mềm anh Tư ơi. Thử trước cái thông mà thử thế cho anh Tư tự tin gấp cái đây để thôi cứng là gấp rồi ngon lắm. Chụp chứ gấp lại luôn hả? À. Mời mình bỏ chuối thêm đi. Bỏ chuối thêm. Bỏ chuối ít. Xin mời các bạn dùng gắn hầm măng ha. Đúng món luôn rồi ha. Món măng tông nữa mới chịu á. Mềm anh Tư. Mềm. Thế anh Tư làm mềm là chắc lỗi rồi đó. Mềm là chắc lỗi. Thông cũng xin mời cô chú anh chị các bạn dùng cái thông miếng gắn hầm măng luôn nha. Thành quả của buổi đi săn đêm hả? Giảm bớt lửa đi. Giảm. Rồi xin mời các bạn nha. Gắn hầm măng. Giờ ai cũng cầm xé hết trơn, giờ mình ăn này sao nhai? Sao cắn? Giờ cắn gì đấy ha? Mềm luôn không đây? Cái đèn mà găng dữ lắm. Cắn ngang nguyên khúc với cắn ngang nguyên khúc không à. Bức trơn luôn ha vậy. Tới vậy? Vậy giờ bữa ra trồng răng ăn giống đen anh Tư. Dạ nhiều đã. Giả đụng với giả. Cắn vô là răng này cởi bỏ mà. Cái nào nó rớt ra răng nhai răng luôn không? Tưởng là xương gắn cứng lụm luôn. Nhai luôn nuốt luôn. Lâu lắm ngon quá. Sướng không? Đúng rồi. Ở vô. Hơi dài. Vừa qua chú Tư hơi cục ngắn luôn đó, hơi dài thôi. Vô. Xin mời các bạn lắm. Vô bạn ơi, xin mời các bạn nha. Vô các bạn ơi. Mới vô 2 ly thấy đã đó. Và vài ly sau thấy dội hả? Vậy ra thấy dội. Đúng thầy trò mình chủ yếu là ăn mà. Phải chơi hết cái nồi lẩu rắn này mới... Hết nồi rắn này hay đuối à nha. Đuối à. Cũng thèm rắn nha. Hơi bị lâu rồi đó. Tháng mấy nè. Tháng mấy rồi đó, rắn đó. Lúc đi trải nghiệm giờ đó. Có ăn đâu. Trước đó đâu có ăn đâu. Trước đó nữa. Rồi cho thử miếng nha. Thử miếng măng trước đi nha. Măng. Nóng quá chú Tư. Ăn măng là phải măng hả chú Tư? Măng quá là Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Măng này, măng chê gai phải không anh Tư? Chê gai của anh Tư đem từ ở gốc măng về. Chứ bây giờ không biết ở đâu. Chê măng phải từ gốc măng hả? Nào không thấy nhích tới cái anh Tư. Dài quá. Lý thông đâm cái nha. Đủ thường nha. Không cái nào đặt tăng trưởng ớt nữa ta. Lý thông đâm á. Cái này đi cả tháng về vợ sợ dữ lắm bởi vì cả người lên ớt rồi ha. Đúng không lên gì lên ớt á. Trái cây hết hạ ngon. Mềm. Chấm hoài không chấm được. Phải hết hạ vậy đó mới cho mới chịu. Vô. Đợi chú Tư bưng chén rồi vô vậy. Đó nóng lắm Tư không húp được liền đâu. Mở vô hết từ nha. Uống vô một cái mới húp được. Xin mời các bạn ăn nha. Vô bạn. Xin mời các bạn ha. Mấy ly mới ca hơi dài Tư. Bữa nay hổng dạ sống. Bữa nay lên sống ha. Nghe cái câu mà sáu cái láo ly hơi dài mà con nghe con sợ hay sao đó. Con hổng 4 ly à làm bản được anh Tư. Anh Tư nói 6 ly thôi mới dài. Uống 6 ly thôi quên hết trơn. 6 ly thôi ta đàn rồi chứ lên hết nói rồi. Cho mượn ly sư phụ rồi. Cái gì nha anh Tư cũng yếu rồi bạn ơi. Mà anh đeo của nó cũng chơi chát nữa, 6 ly mà nhắn thêm cái nữa. 6 ly nhắn rồi chứ Tư. Nhắn thêm khúc. Miễn à. Tính đâu đội mạnh ai ngờ 6 ly cái ca hết nổi luôn hả? Từ vô nói một câu là làm anh em tin quá tin. Làm anh em gót nhiệt tình luôn hả? Với cái chú Tư đủ 6 ly lụm. 4 ly chưa đủ đâu, 6 ly hơi tao dài lắm. Tao dài đấy. Không chết. Rắn này cầm ăn tước nó ra. Này mình xé khoai dễ lắm, mình lột dễ ha. Thịt đó. Đâu có gì đâu nè. Để mình xé trộn gỏi ăn ngon. Thịt ra thịt xương rồi nè. Trái trộn gỏi ăn hao lắm. Để áp ra nhiều lắm rồi. Không gà đập thì ăn mới ngon nè. Cái gì thế là thịt nhiều. Nó là xé trộn gỏi á, nó cháo trộn gỏi á. Bữa nào mình bắt nhiều vậy mình xé bầm. Mình xé mình nấu cháo. Xé ra để nguyên vị đó, bỏ vô cháo luôn á. Cháo đậu xanh bầm ra. Ngon á. Chưa ngon. Gắn này ăn ngon, gắn con ngựa nhiều. Thịt nhiều không? Con ngựa xương không? Nóng quá. Mùa này tháng hạn công định gắn lên cây dữ rồi. Nhờ mấy cây mưa hả? Không gài ngày nào mưa kìa. Nó cấp cả luôn. Cấp rồi nè. Mưa hay mưa lớn ngon quá trời, mưa nhỏ. Lúc mình đám mưa lớn là còn bắt ếch được đó. Nói trong mưa lớn mà không, chỉ mưa lớn. Nhưng mà nó không được nhiều thôi. Không được nhiều thôi. Để no nước nó cũng ít ra. Cũng vẫn còn ra bắt được. Nhưng mình còn cái đồng cây sao đó, đồng đó là bắt được đó. Đó là trễ nha, đó hình như 2 vụ gì đó. 2 vụ. Làm gì đó còn bắt được á, tháng nó 10 lớn lớn nó bắt được. Làm cơ bộ được quá hả chú Tư? Đồng nhận không bắt, chú Tư bắt này hay ghê ta. À, xin mời các bạn ăn nha. Vô bạn ơi, mời các bạn ha. Chú Tư này làm im nè, bắt này bắt là không bao giờ xảy luôn á. Chú Tư thấy em bắt mà cái cà khỏi cái đuôi nó quắn trong cái cây nó thứ đó nó mới ấn đó. Thứ đó mới ấn. Thấy quán vui rồi, trời ơi, thứ gì sao chịu nổi. Quán vui tàn, mình nhắc được. Cái quán này thông đây tôi còn lạnh nữa. No hết rồi các bạn ơi. Nãy giờ mấy anh em làm có 4 người chắc được xị mấy gì. Hết trơn cái nồi lẩu luôn, còn 3-4 ly thì còn mấy cục hả? Còn mấy cục á, còn mấy khúc dằn nồi các bạn. Dằn nồi. Bây giờ tới chuyển qua văn nghệ nha các bạn. Anh Tư góp vui cho mấy anh em mấy câu dùng cổ. 4 câu luôn ha. Rồi giữ lại. Vô mà mấy anh em mà. Xin chào ông Bản là Lan và Đẹp đi. Lan Điệp luôn. Rồi, chồng mới lát cắt nè. Ăn rắn vừa chơi Lan Điệp luôn dữ ha. Vô chuông đâu ta. Đẹp ơi mai lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Quá dữ. Ăn mò bé nhiều ca có khác. Xin em đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành đầy sẽ qua cam dỗ. Đẹp đừng để lòng tha ngã bấy xa. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dùm cháu anh làm lộ phí đường xa. Cuối mai đây dành phần khở gần xin chớ phụ bạn người yêu bé nhỏ. Nhịp là con khỏi ngay cốc luôn à. Lan ơi dẫu mai đây đường xa xôi dịu dời. Thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ bên người yêu đang chờ đợi bao ngày. Xin anh đừng để giả nghi ngờ, dẫu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, anh dân trọn đời thương nhớ mảnh trắng quê. Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên đồi, nhớ con đò cũ sớm chiều đưa nước thanh. Nhớ rồi chúc ấm anh học thời nguyện muôn đời không trong phủ thân đối tha. Vậy đứt dây đợt luôn. Vậy luôn. Đó vậy. Này ta hỏi gì? Giật dây chuông hả? Giật dây chuông này, đứt dây chuông phải không? Anh Tư đứt dây đờn luôn các bạn ơi. Giật dây chuông à. Chơi đứt dây đờn thôi chứ đừng có chơi bản đập vỡ cây đờn nha chú Tư. Rồi, nãy giờ bị đứt dây đờn nha các bạn. Mới thay xong, anh Tư mới thay xong. Bây giờ tiếp tục còn câu 3 câu 4 hả? Câu 5 câu 6. À, câu 5 câu 6 ha. 2 câu rồi, còn 2 câu nữa ha. Rồi, tiếp tục mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Hai câu đứt cộng rồi đó. Hai câu chắc không cộng nữa đó. Chẳng cộng. Lan ơi, ta bứt dây chuông rồi anh Tư ơi bứt dây đờn chết luôn rồi. Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp hỏi sáng hay nhà cao cửa rộng, nên anh tắm anh sái anh mơ anh mộng, còn tiếc thương chi người con gái quê mùa. À, giữ hơi giờ thì là ông ơi. Ổn công em thương nhớ đợi chờ, con trò cũ còn cảm xào nói bánh đợi, nhưng ra đi có bao giờ trở lại bên sông xưa. Thôi còn đi đâu mơ ước đợi chờ một lần nữa, tiện là chọn đời mình chỉnh biệt. Cánh bướm ngày xưa đã sai mời khu vườn lạ, để cho là ngày nay heo du hương tàn. Lan ơi đẹp trọn đời yêu chỉ có Lan thôi, nhưng vẫn nhớ mãi câu hẹn thời năm cũ. Nhưng dù người ta dùng uy quyền và thế lực buộc anh thái phụ bạn quên bỏ mối tình xưa, cho bến sông xưa chẳng bóng một con đò, cho Lan héo gỗ đau sầu trong tiệc vọng, cho mảnh trăng với không còn so chung bóng, cho đẹp dạ Lan chưa biệt trọn đời. Thôi đẹp ơi bạn lòng làm chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta, còn Lan với mối hận lòng phát áo nâu sòng trốn cặp miền cao. Hay quá anh Tư ơi, hay quá mà hơi bị buồn nha anh Tư. Ở quê buổi tối mà trời mưa ít nhái kêu mà anh chơi bản này cái nữa chắc lụng rúng anh Tư ơi. Kiểu này thì thôi Thông chắc về vợ sớm anh Tư ơi. Nghe ít nhái ảnh hương kêu nữa mới tới công chuyện luôn. Kêu Tư kêu Lan ơi, kêu nữa con vợ kêu em ơi. Mở cửa anh vào mới được. Chồng ơi gắt hả? Nhưng chịu giờ mấy anh em ở nhà thì có làm món rắn. Rắn hôm qua mấy anh em đi săn các bạn, hôm nay ở nhà làm rắn hầm măng. Buổi tối mấy anh em làm sương sương, anh Tư góp vui văn nghệ bản Lan và Điệp. Cái này góp buồn chứ không phải góp vui anh Tư ơi, buồn quá anh Tư. Thôi video hôm nay mình đến đây chắc cũng xin kết thúc nha các bạn. Giờ xin chào các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Buồn quá về luôn anh Tư ơi.